Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, CA 92814. Hải ngoại, ngày 24 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị, các bạn và anh chị em thân mến, trong lúc cả thế giới vẫn còn bị cắt ngang vì dịch Vũ Hán, từ chiếc mặt nạ bịt mũi, miệng, cho đến những luật lệ cách ly, cùng với những trận mưa bão, cuồng phong, tuyết phủ, đã phần nào làm cho mùa lễ mừng Chúa Giáng sinh năm nay thêm cô đơn, lạnh lẽo, nếu không có những tấm lòng cao thượng, ấm áp, khắp hoàng vũ biết chia sẻ. Với niềm cảm thông, cùng quý anh chị em và các cháu, không có mái gia đình hạnh phúc, không có người thân, thương bên cạnh, quý cụ, quý ông bà, quý anh chị em, những nhà ái quốc còn bị tra khảo, giam cầm trong ngục tối, những thương phế binh, các cháu cô nhi, những người vô gia cư, lang thang không nhà, đói khát, không nơi nương tựa, những gia đình không đủ lương thực và nước uống để sống qua mùa đông gió mưa lạnh lẽo. Xin Thượng Đế, Trời Phật hãy che chở, ban bình an cho những ai đang cần đến Ngài nhiều nhất. Nguyện cầu cho tất cả mọi người vượt qua được sự cô đơn, khắc nghiệt của hoàn cảnh. Chúng tôi và gia đình cũng chân thành và trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả những cánh thiệp, lời chúc tốt đẹp của những vị thức giả, quý đồng bào và toàn thể quý vị đại biểu, quý đồng nhiệm, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã gửi đến. Quý vị và các bạn đã và đang cùng tôi gánh vác trọng trách giải cứu đất nước, đã ủng hộ tôi đứng ra phụng lệnh quốc dân đồng bào thọ nhận vai trò Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong suốt 31 năm qua và trọng nhiệm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hơn 3 năm qua. Xin Đấng Tối Cao luôn che chở, phù trợ, ban muôn hồng ân cho tất cả chúng ta. Như chúng tôi luôn nhắc nhở mình và mọi người về họa cộng sản, tà thuyết ma mị này đã làm đảo lộn toàn cầu, biến trắng thành đen, làm cho thế giới hiện nay thêm nghi ngờ, đố kỵ, mất an hòa. Cộng sản đã nói rất rõ, chỉ có chúng ta nghe lầm hay không chú ý mà thôi. Chúng nói là chúng cướp chính quyền, không cần bầu ra chính quyền. Chúng khẳng định nhà nước chỉ là quản lý, là công cụ, là người giúp việc. Chỉ có đảng là lãnh đạo, là có thực quyền chi phối. Cộng sản đã khẳng định dùng tư sản để đánh tư bản và sẽ triệt hạ chế độ tư bản từ nơi phát sinh ra chủ nghĩa này. Tuy nhiên, thủ đoạn lừa mị tinh ma này của cộng sản sẽ không thành công được nếu không có sự tiếp tay của những nhà khoa bảng ham danh, hám lợi và giới truyền thông không có lương tri và không còn liêm sĩ. Vì vậy, đường lối duy thật là cộng không những là tiêu đề mà là sách lược của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đang tiến hành, là thứ vũ khí tư tưởng sắc bén để khắc chế và triệt hạ
tà thuyết cộng sản. Bao nhiêu ngàn năm qua, giặc Tàu phương Bắc đã từng đại bại trước ý chí và sức đề kháng dũng mãnh, hào hùng của ông cha chúng ta, tổ phụ của chúng tôi, Đức Nhân Vũ, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã từng ba lần đánh bại giặc Mông Cổ. Như Đại Đế Quang Trung đã dẹp giặc Thanh cách đây hơn ba thế kỷ. Do đó, Tàu Cộng phải ngụy tạo ra Hồ Chí Minh là một gián điệp đội lớp người Việt yêu nước, cầm đầu băng đảng tội ác Cộng sản Việt Nam, xâm lăng Việt Nam với thủ đoạn dùng củi đậu, nấu đậu, dùng người Việt khống chế dân Việt. Chính Tàu Cộng đang cai trị nước Việt, ẩn núp dưới cái tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những tên Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính chỉ là những hình nộm dưới sự sai khiến của Tàu Cộng đang được đánh bóng của giới truyền thông, báo chí chậm hiểu hay đã đánh mất lương tâm. Vì vậy, chúng tôi xin lặp lại những gì mình đã đưa ra. Lật tẩy Hồ Chí Minh bằng phương pháp DNA sẽ chứng minh được y là người Tàu, không phải là người Việt. Sự kiện này sẽ đưa ra ánh sáng công lý một vụ án tày đình của nhân loại trong thời đại hôm nay, sẽ giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam, triệt hạ âm mưu diệt chủng, bành trướng của Tàu Cộng. Biện pháp này cũng nhằm thức tỉnh nhân loại và ngay chính những đảng viên Cộng sản Việt Nam đang mê muội phục vụ cho giặc Tàu thôn tính Việt Nam. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, Cộng sản Việt Nam đang cắt đứt tất cả huyết mạch truyền thống, đạo đức căn bản và tinh thần dân tộc hướng thượng. Không những chúng đã biến xã hội Việt Nam thành một chợ trời, một động mãi dâm quốc tế, mà còn đang dìm tương lai của các thế hệ con em của chúng ta vào đống bùn nhơ, tanh hôi. Cộng sản chỉ muốn các em, các cháu trở nên hai loại. Một là ăn chơi trụy lạc, hung ác mất gốc. Hai là bị nghèo đói, ngu dốt, mù chữ, phải bán mạng sống, bán thân xác, làm lao nô, khổ sai lao động. Đàn bà Việt Nam phải làm điếm để nuôi gia đình, bị bán làm vợ cho cả dòng họ nhà chồng hãm hiếp, đánh đập nhục nhã. Cả dân tộc Việt Nam chúng ta đang bị sỉ nhục hàng giờ, hàng ngày, mà chỉ có những kẻ vô tâm, vô lương tri mới bình thản. Tàu Cộng còn có ý đồ hiểm ác, từng bước đầu độc con người, gây bệnh ung thư, hoại não, hủy hoại cấu trúc xã hội tốt đẹp, phá nát truyền thống văn hóa, luân thường đạo lý thiện lành của dân tộc, làm tan rã sự đoàn kết và ý chí tranh đấu của toàn dân, hầu dễ bề thôn tính, diệt vong, nô lệ hóa toàn cõi, toàn quốc Việt Nam theo kiểu thực dân mới. Thủ đoạn xâm lăng này rất thâm độc để hoàn toàn diệt chủng dân tộc và tàn phá đất nước Việt Nam lâu dài hơn bất kỳ một cuộc xâm lăng quân sự nào khác. Cái gọi là Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là tay sai của Tàu Cộng đã cướp chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, lại không do toàn dân bầu ra, nên không có chủ quyền, không đủ tính pháp lý để đại diện nước Việt Nam. Do đó, vai trò và sự hiện hữu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một cơ chế do đồng bào trong ba thế hệ gồm lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam khai sinh từ năm 1990 và hiện đã được đồng bào trưng cầu dân ý mời chúng tôi đứng ra nhận trọng nhiệm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng hòa là cứu cánh, là đáp số duy nhất. Chính phủ này từ căn bản đã có tính chất hiến định bởi dân, do dân và vì dân. Từ khi lâm thời đã được liên hiệp 27 nước Âu Châu và những vị lãnh đạo Hoa Kỳ như Tổng thống Bill Clinton, Đại tướng Colin Powell đã từng gửi công hàm đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để mời hợp tác trong các tiến trình dân chủ, an ninh chung của thế giới. Nên cho dù lãnh thổ đang bị giặc Cộng cưỡng chiếm,
Nhưng những người dân Việt bị Cộng sản cướp nước đã khai sinh ra chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và nay đang tiếp nối đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa để xây dựng lại nền móng của đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Theo căn bản pháp lý, chúng ta từng bước lấy lại chủ quyền quốc gia. Do đó, những vị trí và vị thế mà cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiếm đoạt phải giao hoàn lại cho người chủ tạm thời của đất nước là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Hiện nay, Việt Nam đang làm chủ những mỏ dầu khí khổng lồ vào tầm cỡ lớn nhất thế giới trong thềm lục địa, là một trong những chìa khóa quan trọng để khai mở tình trạng gần như bế tắc trên quê hương. Nếu đồng bào tiếp tục mạnh mẽ ủng hộ và hậu thuẫn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng hòa bằng phương pháp trưng cầu dân ý, sẽ tăng thêm ưu thế chính trị tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, thì cơ hội lấy lại chủ quyền đất nước cho toàn dân là điều đương nhiên. Lúc đó, lợi nhuận của quốc gia từ việc khai thác dầu hỏa và những tài nguyên quý báu khác, kể cả hơn 10 tỷ đô la hàng năm của đồng bào hải ngoại gửi về, không còn lọt vào tay bọn Cộng sản cầm quyền thối nát, tham nhũng, thì đương nhiên dân giàu nước mạnh. Nhưng nếu chúng ta vẫn thụ động, ích kỷ, vẫn thi thố tài năng cá nhân với các phương án còn nằm trong ý nghĩ, chưa được thực hành, chưa chủ động, không biết hiệp lực với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng hòa, để đương đầu với Tàu Cộng, thì những tài nguyên quý giá mà Thượng Đế ban phát cho đất nước chúng ta sẽ không lấy lại được, mà còn có thể trở thành một đại họa trước những âm mưu tranh giành, muốn chiếm đoạt của ngoại bang. Cá nhân tôi xuất thân bình thường, vì Đào là họ của tôi, nên có người gọi là áo vải cờ Đào, nhất quyết muốn cùng đồng bào thực thi công bình, công lý và dân chủ, nhân quyền cho quê hương. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng hòa, có chỉ đạo, có chính nghĩa, có căn bản, sách lược và đường lối khả thi. Tuy chúng ta đã đạt 10 triệu phiếu, nhưng phải cần thêm đông đảo người dân biểu lộ quyết tâm muốn giải thể chế độ Cộng sản bằng cách trưng cầu dân ý là nền tảng. Qua đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng hòa sẽ có thêm chính danh và uy tín được Hoa Kỳ và quốc tế hỗ trợ, sẽ dễ dàng triệt hạ chế độ Cộng sản Việt Nam, ngăn chống Tàu Cộng xâm lược. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có quyền độc lập, có tự do cá nhân, nhưng nếu không có tấm lòng thương yêu đồng bào, chẳng biết xót xa vì nỗi đau nghiệt ngã của dân tộc, không có cái tâm chung góp vào đại cuộc, thì có lẽ chúng ta chỉ là những hạt cát trong sa mạc, là những kẻ vong bản, mất nước. Nhưng nếu biết thương yêu, đoàn kết, thì hàng triệu triệu hạt cát sẽ bao bọc được đại dương. Hãy tỉnh thức, hãy bình tâm suy xét, phải cùng nhau tìm ra lối thoát cho dân tộc. Tôi có tấm lòng, ai trong chúng ta cũng có tấm lòng, nhưng trải rộng được bao nhiêu là do sự quyết định đứng đắn và sáng suốt của mỗi người. Chúng ta cũng không bao giờ quên được sự hy sinh của đồng bào và những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh, kể cả 58.721 chiến binh Hoa Kỳ đã nằm xuống vì Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Và đương nhiên, chúng ta cũng rất tri ân sự dung dưỡng của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ và thế giới tự do đã cho người Việt được tá túc, có nơi nương tựa. Nhưng chúng ta cũng phải tỏ rõ lập trường của người Việt không chấp nhận Cộng sản. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chỉ phục vụ cho công lý, cho nền hòa bình thịnh vượng chung của nhân loại, không hợp tác với lũ Cộng sản bán nước cầu vinh, chà đạp nhân quyền, tàn hại nhân dân, cũng không thể nào kết hợp được với những thế lực mại bản, coi dân Việt như cỏ rác. Đất nước là của toàn dân, không phải của Cộng sản Việt Nam.
từ cái nhà, bờ ao, mảnh vườn, miếng ruộng, chiếc xe đều là của dân, không phải của cộng sản. Từ quyền cai trị đất nước cho đến chủ quyền lãnh thổ đều là của cha ông chúng ta khai phá và gìn giữ, bảo vệ, đều thuộc về của toàn dân Việt Nam. Cộng sản Việt Nam không có gì cả. Những của cải mà chúng nó đang có trong tay đều do cướp đoạt. Đã đến lúc người dân phải lấy lại đất tổ, lấy lại tất cả những gì thuộc về nhân dân, thuộc về chúng ta. Tuy vậy, nợ có đầu, oan gia có chủ. Chúng ta không lợi dụng danh nghĩa người dân để cướp bóc như Cộng sản Việt Nam. Chúng ta chỉ đòi lại, lấy lại tất cả của cải, nhà cửa, ruộng nương và những gì thuộc về chúng ta. Trong đó, quan trọng nhất là chủ quyền của đất nước. Tôi chỉ là một chiến sĩ của dân tộc, một quân nhân chưa giải ngũ, có sự độ trì của hồn thiên sông núi, nhất định tuân theo ý trời, thuận theo lòng dân, quyết tâm miệt mài tranh đấu cho lý tưởng, tự do, dân chủ và nhân quyền, không cầu cạnh và chưa hề bị khuất phục bởi bất kỳ một thế lực phản quốc nào. Tôi cương quyết nắm vững chính nghĩa quốc gia với tấm lòng son sắt, sẵn sàng hy sinh cho đất nước, quyết định đứng ra nhận trọng nhiệm tổng thống vì biết rằng chỉ có chúng ta mới cứu được chúng ta, chỉ có người Việt mới cứu được nước Việt. Cùng nhau chúng ta cất cao lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Nhất định phải giải thể chế độ tà quyền cộng sản, buộc Tàu Cộng phải triệt thoái khỏi Việt Nam. Ai có lòng vì đất nước hãy đến với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Ai thật tâm vì quê hương thì tham gia. Ai muốn dẹp bỏ chế độ cộng sản tại Việt Nam thì trưng cầu dân ý. Đêm nay sa mạc Adelanto im gió, năm mới sắp đến. Một lần nữa xin kính gửi đến đồng bào, quý vị, các bạn và anh chị em lời chúc khang an, sức khỏe dồi dào, thành công như ý. Hẹn gặp nhau tại quê hương Việt Nam. Ước gì những vị lãnh đạo toàn cầu không chỉ nói những lời tốt đẹp mà hãy thật tâm thương cảm cho sự đau đớn, khốn khổ của muôn dân. Nguyện xin Thượng Đế, Trời Phật ban phước lành cho dân tộc Việt Nam. Cúi xin hồn thiên sông núi phù trì cho con cháu cùng hiệp lực triệt hạ chế độ cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, thành công viên mãn. Trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân.